gì chơi? Rồi gà này giật quá mọi người. Mọi thứ đã hoàn thành xong mọi người, bắt đầu chúng ta bắt đầu thưởng thức cái món cái món này là mình sẽ dành. Xin chào tất cả mọi người nha. Cả nhà ơi, mình vừa mới đi lấy một con gà đá của ông cậu của mình. Nói chung là mình không biết sẽ làm cái món này như thế nào, nhưng mà mình ăn gà đá đã nhiều rồi, bây giờ mình muốn gửi tặng một cái video này cho cả nhà cùng xem để thưởng thức cái món gà đá này nó ra làm sao, ngon như thế nào nha cả nhà. Bây giờ mình sẽ làm sạch lông cái rồi sau đó bắt đầu mình sẽ chế biến cái món gà này cho mọi người cùng xem nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Đây, đây là gà đá nè mọi người. Chúng tôi sẽ làm gà đá này nha. Nói chung là gà này nhát quá. Cái bẫy. Bây giờ một lát nữa mình sẽ làm con gà này. Rồi cái có thử coi làm món gì mình ăn hay đó nha. Gà vậy mà. Này chung bà hả? Mẹ nó là gà Mỹ. Cha nó là gà Mỹ. Cha nó là gà Mỹ. Thôi giờ đem về đầu làm thịt.
làm gà nha. Nhìn thấy không? Mỗi bao đó. Cả nhà xin vừa mới hoàn thành xong cái khâu vặt lông con gà đó, thì mình bắt đầu là sẽ dùng cái chanh để mình chà này con gà để sát khuẩn cho sạch sẽ nha. Nói chung là mọi người ai mà chưa biết làm gà đó thì mình làm cho sạch sẽ lông xong, sau đó mình lấy chanh để mình chà sát khuẩn này kia cho sạch sẽ đó, đang chà nè. Giờ là mình đang chà chanh nè, cho sạch sẽ cho mọi người đó, và cho nó sạch đi để gà nó bớt ba cái chất nhờn trên này nè. Sau đó mình sẽ bắt đầu là làm cái khâu vệ sinh mọi thứ cho nó sạch. Mình ăn cả nhà, ăn gà thì phải kỹ lưỡng nha mọi người, chứ đừng ăn sơ sài này kia ẩu ẩu nha. Cả nhà thấy bộ cửa bự ghê không? Cái này là nó nhọn lắm chứ ông dưỡng mình cũng cắt bớt rồi đó. Xong rồi cái nhà gà mình đã lập xong rồi mọi người, mình phân gà gì đó để mình nấu nướng chế biến cho dễ. Nói chung đây là cái con gà đá thịt nó rất là ngon, cái nhà thấy mỡ nhiều không, lộn thấy nạc nhiều không, nạc rất là nhiều nha. Gà này rất ít mỡ tại vì nó hoạt động rất là nhiều, đá cái nhà rồi ông dù mình thả đi nhiều nên mỡ rất ít, nhà thấy không, thịt rất là nhiều nha. Rồi
trời đang mưa mọi người ơi. Với lại mình mới ngủ trưa dậy, quá trời mưa gió luôn cả nhà. Nói chung là ở đây là đang là mùa mưa, nói chung là đang vào đầu mùa mưa mọi người, nên dòng gió ở đảo nhìn thấy ớn ớn lắm. Tội nhất là những ngư dân đây họ làm về biển á, sóng gió dậy ra kiểm tra ghe cộ cũng nhìn đó mọi người, nhìn thấy thương lắm. Chung là ớn đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vô chặt thịt gà đá này ra để bắt đầu mình ăn nha mọi người. Quá trời rồi, trời này mới sáng thấy nắng quá trời luôn, tự nhiên bây giờ cái mưa cũng hay. Để có gì mình sẽ thưởng thức một món gà đá thơm ngon ấm áp vào cái trời mưa này luôn mọi người ơi, quá đã. Bây giờ chúng ta đi chặt nha, làm gà luôn. Bây giờ là mình sẽ đi vô nha mọi người, lặn đó mọi người. Nước lên. Nhà ăn dưa hấu với mình nha, ngon quá mọi người, ăn một chút cho nó ngon miệng rồi bắt đầu mình sẽ chặt cái con gà này nha. Thank you.
Mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, bắt đầu sẽ làm một cái nồi. Một cái nồi là gì à? Nước hả? Nước hầm gà. Trời lạnh quá mọi người, giờ phải làm một cái món ăn gà đá. Lâu gì nãy giờ. Mọi thứ đã hoàn thành xong mọi người, bắt đầu chúng ta bắt đầu thưởng thức cái món gà hầm xả mọi người. Gà đá hầm xả. À, cái món này là mình sẽ dành lại cho ba mẹ mình thưởng thức ở đó nha. Đó, thường ba mẹ mình rất là thích cái món này. Còn đây là mình sẽ ăn cái này nữa. Quá trời sôi luôn mọi người, ngon lành. Gà thì mình chịu khó hầm lâu lâu chứ mọi người, chứ còn mà ăn liền á là nó không chín luôn nha. Mình phải cố gắng chờ đợi một chút xíu nữa mình cả nhà. Hầm xả nè cả nhà biết không, hầm cho nó lâu một chút, chắc tầm cỡ tiếng mấy luôn. Nhìn thấy không, trên cái đùi luôn cả nhà, thấy không, trời quá trời hấp dẫn xuống. Chịu khó mình hầm cho nó ngon mọi người. Giờ mình chờ chút xíu đi nha. Mày cả nhà uống ly rượu này nha cả nhà. Trời, cái đồ đã uống hết rồi, chỉ là rượu 35 thôi. Cả nhà ơi, bây giờ xin đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi. Nói chung là hôm nay trời mưa nữa, với lại ánh sáng nó không có được thấy rõ ràng, cả nhà thông cảm nha. Đó, thì mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món gà đá hầm xả này nha cả nhà. Rồi nãy mình ăn với ba mình một ít đó, dai đúng không nha, dai quá. Cái này phải dùng ba cái nồi áp suất điện này kia, nồi áp suất đó cả nhà, để mà hầm nó. Cái kiểu này nó dai quá, gà dai mà. Chứ còn các bạn ăn gà công nghiệp thì không cảm nhận được gà đá đâu. Gà đá rất là ngon cả nhà, rất là dai. Răng ai mà yếu yếu rồi chừng rất răng, rất cái hàm răng rồi.
Bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây, mời cả nhà nha. Đây có bún với lại mì tôm. Mình thì thích ăn mì tôm lắm cả nhà. Sẽ dùng cái mì tôm này để mà mình ăn với gà nha. Quá trời sôi luôn cả nhà ơi. Gà sôi quá. Gà nhỏ lại. Gà nhỏ lại chút đấy. Cho gà nó vừa vừa đó. Quá trời. Còn đây là nấm ha, nấm rơm rồi giá rồi cái này cái gì mình quên ta, bỏ này vô để cho nó ngọt ngọt thịt rồi nha. Giờ mời cả nhà bắt đầu thưởng thức với mình cái món gà đá hầm nha cả nhà. Trời ơi, trời ơi cả nhà coi nè, cả nhà thấy cái độ gì giờ nó dai không? Quá trời cả nhà, quá hấp dẫn mọi người ơi. Gặp cái mùa mưa, gặp cái trời mưa nữa chứ. Thấy mà chứ không mưa, bữa nay mưa. Im quá cả nhà. Trời ơi. Đó. Gà công nghiệp với lại gà đá là nhìn nó khác xa liền. Nhà thấy không? Nó săn săn như cái da lên đã không? Đó. Trời ơi, quá đã luôn cả nhà. Có bỏ thêm mấy cái củ này vô cả nhà để cho nó ngọt ngọt tên nè, ngọt nước. Cái này là chưa hết đâu cả nhà, mình chỉ làm một ít thôi, còn một ít đó thì mình cắt đi để mình làm một cái món khác nữa. Đó, cả nhà thấy không, giận quá, hấp dẫn quá. Rồi giờ mình ăn ấm cả nhà, mời mọi người nha. Mời cả nhà nha. Ui nóng. Đợi cái mày đi. Mời cả nhà nha, mời mọi người nha. Trời cả nhà thấy già, da nó dai không? Ôi thịt đã không cả nhà. Ui chấm mít xăng. Lấy gà sớm quá không? Cái này là mình hầm bằng bếp ga, sợ nó không bằng mấy cái nồi áp suất đó cả nhà. Thôi giờ mời cả nhà nha, lạnh quá. Mời mọi người á. Trời ơi. Tuyệt quá cả nhà, ngon quá. Quá trời. Là cái món gà không? Còn gì mà nói luôn. Trời, dai quá mọi người. Dai dai còn ngọt, đảo quá. Trời mưa này mà ăn cái loại gà đá này nói gì nữa. Trời. Ấm quá. Rồi. Ăn mà nghe gọc 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 đã luôn rồi. Mời cả nhà nha. Quá trời cái đùi. Lát ngang bằng tay mới được. Nhà thấy không, cũng là mấy xăng xăng.
có gan nè mọi người thấy không, có cái sừng sừng mà ăn đá không, cái sừng sừng này ăn đá này. Vậy thì mà mấy cái này gì của này củ cải trắng cả nhà nha, kiếm thôi ơi, anh đâu có lấy đâu, nãy nhìn nó đụng tới đâu. Mời cả nhà nha. Trời ơi, nước dai mọi người, chắc là dai rồi. Cái này mình phải dùng hai tay xé mới nổi. Quá trời ngon. Quá đã mọi người. Còn mình chưa hết đó hết rồi. Được ăn nữa không? Ăn nó gòn nè, dạng nóc nè. Có mì nữa hả Tinh? Ngon mì không? Gà này rất là dai mọi người, gà đá mà đây là một con gà chiến, nó rất là dai mọi người, không của ông Thấm đâu, cái là một tay. Yeah.
nóng. Để mình cho cả nhà xem cái cục gà này cả nhà. Mình ăn vô mình giống cái cảm giác của mình là đang ăn một cái con bò cả nhà, nhưng thịt bò đó nói chung là cái độ dai của nó rất là ngon nha. Nếu mà ai đã từng ăn gà đá sẽ hiểu được cái cảm giác mà mình đang ăn bây giờ, rất là ngon, thoải mái lắm cả nhà. Mời mọi người nha. Nó ngon lắm cả nhà, thật sự mà nói. Đang lạnh mà ăn ngay chỗ trời mưa, cả nhà thấy trời đang mưa không? Rào rào mà mình nói là trời đang mưa đó nha. Giờ này mà ăn gà mà lại trời mưa này thì còn nấu gì bằng, đúng không? Quá ngon cái nhà. Ngon rồi. Có nhà ơi, ăn hồi nãy giờ chỉ còn một cái đùi nữa thôi cả nhà. Rồi cả nhà thấy cái đùi săn chắc chưa? Quá trời. Hấp dẫn không cả nhà. Nó gà đá có khác cả nhà ha. Nhà thấy không? Trời. Quá tuyệt. Nó ít mỡ thôi cả nhà thấy không? Nó không có mỡ. Mì loại gà đá này là nó chiên là đi hoạt động rất là nhiều, nói chung là nó đá rất đá nhiều quá nha. Nói chung là đá là thịt nó rất là dai, nhưng nó tự như là cái thịt của con bò, nó như là cái răng vậy đó. Giờ mình thưởng thức cái món này nha. Mời mọi người nha. Trời ơi. Cái da nó dai quá nha. Quá là dai nè. Trời ơi, dài quá. Ăn cái khúc này tưởng tượng như là ăn một cái da heo, cái lỗ tai heo đó. Cả nhà ơi, cái đùi này rất là cứng nha. Với lại con gà đá này á, chắc mình lần sau á, mình chắc mà có nữa thì mình sẽ hầm trước 1-2 tiếng. Chứ nó quá dài cả nhà, cắn mà nó mỏi luôn cái cơ luôn. Ba mình ăn mà mỏi luôn cái ót hay sao nè, tại nó dai dữ quá. Trời ơi, dài lắm cả nhà, quá dai. Trời, săn chắc thì chứ cứng. Cả nhà nhớ nếu mà ai có làm mấy cái loại gà mà gà tây hay là gà ta hay là mấy con gà mà như thế này nè, gà đá này nè, nó cứng á, cả nhà nhớ là mình hầm trước 1-2 tiếng để cho nó mềm mềm chút cả nhà, chứ nó cứng như quá. Cái này do mình cũng chủ quan, nó tưởng đâu hầm cỡ tầm cỡ hơn nửa tiếng thì nó ổn, ai vậy nó còn không cứng vậy, cứng thiệt á. Trời, ăn bằng tay chứ một tay này ăn không có thấm đâu cả nhà ơi. Thank you.